Bất động sản Giang Lo xin kính chào quý cô chú và anh chị em. Ngày hôm nay Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố hiện đại nè, với diện tích 5x16m, được thiết kế với một trệt hai lầu sân thượng. Giá đang rao bán trên thị trường là 7 tỷ 600 triệu. Căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát qua cầu Phú Xuân tầm khoảng 2 km nha. Đường trước nhà là đường nhựa xe hơi thông thoáng. Trong nội khu nè có công viên, có cổng bảo vệ 24/24, khu dân cư rất an ninh và văn minh nè. Bây giờ cùng với Giang đi vào chi tiết của căn nhà. Mặt tiền thì được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại rồi. Cái mẫu nhà này rất đơn giản nhưng nó mang theo hơi thở của xu hướng hiện đại nên được rất nhiều quý cô chú anh chị đón nhận. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Sẽ có hai lớp cửa nè, lớp cửa ngoài là lớp cửa cuốn, lớp cửa bên trong là nhôm sinh pha kính cường lực. Do khi quay phim Giang mở hết cửa rộng ra cho quý khách có thể dễ hình dung. Nhà này có thể xe hơi chạy thẳng vô trong đây luôn ạ. Do đặc thù khu vực này là để xe hơi nên dưới nền là sử dụng một loại đá 80 chống trơn trượt. Cái màu xám này trông cũng khá sạch sẽ. Hai bên vách tường nè được sử dụng một loại gạch ốp lên độ khoảng 1m2. Này chúng ta có thể chống bụi bẩn khi trong trường hợp mà xe về có va vẹt ở đây cũng dễ lau chùi nha. Trên trần là sử dụng một hệ thống trần thạch cao, xung quanh có đèn led chính giữa rồi có một cái đèn chùm. Cùng với Giang đi vào phía trong hơn. Đây là khu vực ở phía trong của phòng khách. Trong phòng khách đây đã được trang bị đầy đủ các nội thất rồi, như có bộ sofa ở phía sau lưng vách đó là sử dụng nhựa PVC giả đá nè, khá nhiều màu sắc. Cái này màu xanh ngọc, màu vàng nhẹ, cái này màu cẩm thạch bằng đá, cái này giả đá nha mọi người, nhựa PVC hết á. Đó, đối diện với một cái bộ sofa là một hệ tủ để tivi. Cái này thì chưa có tivi, hệ tủ rồi. Ở đây ta có thể trang trí những chai rượu. Những hộc này nè, chúng ta để những vật dụng linh tinh. Thì đa số ở khu vực quận 7 Nhà Bè, các anh chị khi mà xây dựng cái diện tích 5x16 thường là sẽ dùng ở dưới góc cầu thang để những hệ tủ vừa kết hợp để tivi, để những cái đồ trang trí như hiện tại. Ngăn cách giữa khu vực phòng bếp và cái phòng khách đây đó là một cái vách. Cái vách đây thứ nhất là chúng ta có thể trang trí những đồ vật dụng lưu niệm nè, thứ hai là chúng ta có thể cho quý ông trưng bày những chai rượu, và nó tách biệt giữa không gian phòng khách và phòng bếp ăn ra. Và đây là cái phòng bếp ăn. Trong phòng ăn, đây có bộ bàn ghế bề mặt là bằng đá hoa cương nè, nhìn rất là chắc chắn luôn, đá hoa cương nguyên khối nha mọi người. Bộ bàn ăn này là 6 ghế. Và đây là cái hệ thống tủ bếp, tên này rất nhiều ngăn tủ luôn, tha hồ cho quý bà đồ. Khi mà chúng ta mua bếp về có sẵn cái lỗ đá hồ cương này rồi, cắt sẵn rồi, ta về để vô là vừa khớp là chỗ máy hút mùi luôn rồi. Cái bề mặt này sử dụng kính cường lực, khi mà quý bà chị em phụ nữ nấu ăn là rất dễ lau chùi nè. Bề mặt là sử dụng đá hồ cương như nãy Giang đã chia sẻ. Đây là khu vực rửa chén, rửa ly, rửa đồ. Có vòi nước sẵn, rửa xong là bỏ lên đây. Ngăn đây chúng ta để đồ gia vị, đồ khô, hoặc là để những lò nướng, lò vi sóng. Nếu trong hợp là đổi lò nướng, lò vi sóng, chúng ta phải gỡ cái tủ này ra nha. Chứ nếu mà mình mà nấu nướng mà đóng cái tủ lại thì nó sẽ hơi nóng, không hợp lý cho lắm. Trên trần này sử dụng hệ thống đèn led, có cái 3 đèn, trông khá là nhẹ nhàng. Ở khu vực phía sân sau là nơi lấy gió, ánh sáng. Ngoài ra có sẵn thêm một cái toilet cho mọi người đến chơi nhà được sử dụng thuận tiện hơn. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong với tầng trệt. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng nha. Khu vực mà Giang đang đây là lầu 1 của căn nhà nè. Trên lầu 1, lầu 2 thì gồm 4 phòng ngủ. Mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng nha. Bây giờ mình đi vô phòng ở sau lầu 1 trước. Trong phòng ở sau lầu 1 á đã được trang bị các nội thất như nè. Bên đây là có tủ quần áo. Tủ quần áo khá nhiều ngăn. Đây là bình trang điểm nha. Có giường rồi, có giường thôi mà chưa có nệm. Đối diện với giường ngủ là một hệ tủ để tivi. Hệ tủ để tivi nè. Ngoài ra có cái hộc này chúng ta để những vật dụng linh tinh. Và xây sẵn một cái toilet. Đó.
Nói chung phòng được bố trí khá là nhẹ nhàng. Màu sắc thì tông màu chủ đạo là màu trắng. Những cái gỗ đồ nội thất thì làm cái màu gỗ màu vàng nè. Bây giờ cũng mới Giang đi vào phòng master. Trong phòng master đây thì cũng khá giống như cái phòng phía sau thôi. Đây là có phòng vệ sinh riêng nè. Và nội thất thì có một cái hệ tủ để tivi. Bên đây là có một cái tủ quần áo, cái giường, bàn trang điểm. À, nó có hơn cái phòng phía sau là có sẵn cái bàn làm việc rất rộng. Bàn làm việc đây ta nhìn thẳng ra ở mặt tiền trước, có nhiều cửa sổ lấy gió ánh sáng nè. Do đặc thù là phòng master được ưu ái cái ban công nha mọi người. Ban công này rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Ban công này là nơi mà chúng ta có thể ra đây đọc sách, thư giãn, giải trí trước khi vô ngủ nha. Hoặc là chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh tiểu cảnh cho khu vực đây ạ. Khu vực đây khá là thoáng và mát. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong dưới không gian lầu 1 nè. Ở trên lầu 2 cũng được thiết kế y chang như lầu 1 đây, gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Trong phòng được trang bị các nội thất như nè, bàn trang điểm, giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi, nên cho phép Giang được lướt qua lầu 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng lên trên sân thượng nha. Đây là tầng cao nhất của căn nhà là sân thượng nè. Đây là sân thượng sau. Sân thượng sau đây xung quanh đã sử dụng một hệ thống hàng rào sắt rất chắc chắn và kiên cố luôn. Khu vực đây chúng ta là một cái phòng giặt đồ nè, phơi đồ đây rất là thuận tiện. Còn đây là khu vực phòng thờ, ngoài công năng làm phòng thờ ra, nếu mà chúng ta không dùng làm phòng thờ thì chúng ta có thể để những đồ vật dụng linh tinh lâu ngày ít khi sử dụng á, chúng ta bỏ lên đây. Và đây là khu vực có thể là thoáng mát nhất của căn nhà, là sân thượng trước. Khu vực sân thượng trước đây nè, nơi mà chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng thân mật bên người thân và bạn bè, hoặc là chúng ta trồng thêm nhiều cây xanh, làm cái sân vườn nho nhỏ trên khu vực đây nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong về căn nhà, cho Giang cung cấp mọi người thông tin. Với căn nhà diện tích là 5x16m, được thiết kế với 1 trệt 2 lầu sân thượng, tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Giá đang rao bán trên thị trường với giá rất ưu đãi là 7.600.000.000. Mọi người khi xem video clip của Giang á, vui lòng cho Giang một lượt like và một lượt đăng ký để Giang có động lực làm những video tiếp theo nha. Khi mà cần Giang tư vấn hoặc là cần Giang dắt đi xem nhà thì xin liên hệ số điện thoại viết trên tay trái màn hình đây nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.